Alo. À, câu hỏi đầu tiên của Dương Thị Huệ ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh hỏi như sau: Tại sao nơi đào tạo ra các vị Phật để giáo hóa chúng sinh ở cõi Nam Diêm Phù Đề là cõi trời Đâu Xuất mà không phải là các cõi trời khác ạ? À? Cái này ấn định trong cái tam giới sao tôi biết được. Giống như cái trường đại học thì phải ở đâu, tiến sĩ học ở đâu, tiểu học ở đâu, thì cái đó là do ấn định của cái tam giới này, làm sao biết được. Thì thôi bây giờ muốn mà thành Phật phải lên cái cõi trời đó thì nó mới họp để mà ngài ông Phật kia mới dạy ông Phật này thành Phật duy nhất tại cõi trời Đâu Xuất, chứ không có đi qua cõi trời khác được. Rồi con hỏi tiếp đi. À, tánh Phật khi mang thân con người thì ham muốn trở về Phật giới để tạo công đức ít hay nhiều để thành một kim thân Phật. Vậy một kim thân Phật ở tam giới lại giúp cho những người ở Phật giới, muốn giúp cho những người ở tam giới này trở về Phật giới. Vậy họ có ham muốn hay không ạ? Bây giờ người mà ở Nam Diêm Phù Đề này muốn về Phật giới duy nhất thì nó có hai cái loại người. Một là trước kia anh đã tạo công đức, vô tình tạo công đức. Thứ hai là anh đã từ giảng sanh lên nước Cực Lạc sống và được Đức Phật A-di-đà thọ ký bằng câu Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Vì thế mà cái phong cách thờ đạo Phật Tịnh Độ Tông hiện giờ không ai thờ đúng đúng quy cách của nó. Đúng quy cách của nó là phải A Di Đà phải là cái thủ ấn mới đúng, một tay thì cầm một cái hoa sen và một tay thì rước rước người ở cõi Nam Diêm Phù Đề về lên trên cái cõi nước Cực Lạc thờ vậy mới đúng. Còn bây giờ hai tôi thấy thờ A Di Đà buông hết, buông hai tay hết là thua, ổng thua từ thua đến thua chứ không có được cái gì rồi. Không phải tư cách của một vị Phật mà độ người ta. Ông bảo là lên đây Như Lai sẽ dạy cho cách trở về Phật giới. Một tay thì rước, một tay thì dạy mới đúng. Đó mà cái đúng là cái thủ ấn của Tịnh Độ Tông. Mà giờ chợ không có chùa nào thờ đúng hết. Vì thế mà nó đi sai rất nhiều. Rồi con hỏi tiếp đi. Lấy một cái bình gì đây trên muối á. Rồi con hỏi tiếp đi. Đức Phật dạy mất thân người muôn kiếp khó lấy lại được, giống như con rùa mù ở giữa Thái Bình Dương 1.000 năm mới vào bọng cây được. Vậy tại sao dân số ngày càng tăng? Bây giờ mình phải hiểu thế này nè. Bây giờ ở trong cái trái đất này thôi, không có nói gì các cái hành tinh khác. Giờ mình tính coi cái loài người hiện giờ là 7 tỷ người, nhưng mà cái trung ấm thân là bao nhiêu? Nó hàng mấy tỷ 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 cái trung ấm thân ở trong này nè. Nội cái loài cô hồn không, nó còn không đếm được, chứ không có nói là 7 8 tỷ người đâu. Rồi các loài động vật, rồi các cái loài kêu bằng thấp nữa, rồi sao đây? Mình tưởng đâu là 7 8 tỷ người là nhiều, không phải nhiều đâu. Nó hàng tỷ 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 cái trung ấm thân. Thì cái chuyện mà cái loài người nó lên được tới 10 tỷ người, chắc chắn trái đất này phải hư, nó không chịu nổi đâu. Sống nếu mà 20 30 tỷ không sao, với điều kiện đừng có sử dụng cái tưởng và cái ác của con người. Trái đất này đừng có sử dụng tưởng và ác thì sẽ trường tồn hơn.
Nhưng mà hiện giờ ai cũng sử dụng tưởng và ác. Thành ra cái trái đất này nó khó tồn tại lắm. Mình suy nghĩ đi, hiện bây giờ 7 tỷ người, 7 tỷ rưỡi người mà nó còn giành tranh giành hiện giờ thấy khủng khiếp lắm. Nó lên nữa sao đây? Mà vũ khí nó chế mỗi một ngày là nó chế tinh vi hơn, thì làm sao trái đất này chịu nổi sức tàn phá của vật lý của trái đất này? Đó, thưa con hỏi tiếp đi. Có người hỏi tiến sĩ Thích Nhật Từ về câu hỏi về địa cầu. Ông trả lời như sau: ngoài quả địa cầu chúng ta đang sống, có vô số các địa cầu khác cũng có sự sống của con người. Cho nên con người ở quả địa cầu khác khi chết mà số nghiệp của họ ngang bằng với số nghiệp của quả địa cầu chúng ta đang sống, thì họ tái sanh qua địa cầu của chúng ta. Ông trả lời như vậy là như thế nào ạ? Thôi bây giờ người ta ta học cao, ta muốn nói gì ta nói. Đây là ta nói về tổ chức của một tam giới và quy luật thực lý, không nói mơ hồ. Mà muốn nói đúng cái này thì anh phải có giáo lý, anh mới hiểu được. Còn học cao muốn nói gì nói, thôi cái chuyện này mình miễn bàn đối với mấy cái ông tiến sĩ. Thấy không? Mình chỉ học thực tế thôi, và khoa học không nói mù mờ mà không tưởng tượng. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu hỏi tiếp theo. Lần giải đáp trước thầy có nói khi mình ngồi đợi ở khoảng không sức hút thì Phật sẽ chỉ dạy cho mình lúc rơi vô trung tâm vận hành như thế nào, đi ra sao. Thầy có thể tiết lộ là Phật sẽ chỉ dạy những gì không ạ? Nói rõ lại chút xíu. Là khi mình vào trung tâm vận hành luân hồi giữa cái vòng 1 và vòng 2, tới đó chờ thì Đức Phật sẽ dặn dò như thế nào ạ? Bây giờ tới đó, vô đó thì phải đợi, đợi để về trung tâm vận hành luân hồi. Ông muốn dặn gì thì ông dạy cho cái cách đi ra thôi, giống như cái đường về Phật giới ta nói vậy thôi, chứ đâu có gì đâu. Có nghĩa là ông tới đây ông chuẩn lại đường về Phật giới mình đã hiểu rồi, nhưng mà vô đây ông phải nói chuẩn lại cho đúng, chứ để mình đi sai, đừng có bộp chộp vô đó để ông làm gì ông làm. Giống như mình đi du lịch á, hướng dẫn viên dẫn đi đâu mình đi đó, chứ đừng có ý kiến. Thì mình vô trung tâm cái mà sức ngoài sức hút cái đất thì ông Phật ông nói gì kể ông. Câu nói là vô đó để Phật tánh làm mà thôi, trí thế con dẹp được rồi. Trí thế gian của mình, cái trí của con người dẹp đi, để cái tánh Phật ông muốn chỉ gì chỉ kể ông. Ý là vậy thôi. Chừng nào mình về mình thành Phật thì mình giống ổng thôi. Tùy theo lớn nhỏ là do cái công đức của mình. Chỉ đó vậy thôi, đơn giản. Cái này á, hỏi thì nó hơi quá, về bển rồi biết. Cố gắng bây giờ bắt đầu Thiền Tông mới nói rồi đó. Về đó tự mình thành Phật, mình vô trái đất này mình ham muốn đủ thứ á, thì mới ở lâu vậy. Chứ mà đừng có ham muốn mà về sớm đó. Bây giờ á, ở trái đất này có một cái nhà không chịu, muốn 10 cái thì ở nó dính cho lâu, có vậy thôi. Một buông hết là về lẹ đó. Mà tại vì mình không chịu buông, tại nó ở dính hoài trong này. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, câu hỏi tiếp theo. Khi một người nghiệp của họ là phải đi luân hồi tiếp, nhưng họ chưa đủ duyên tu Thiền Tông, nhưng họ có một lòng kiên quyết, thì phải làm thế nào để chuyển nghiệp ạ? À? Bây giờ tu Thiền Tông trước mắt là mình hiểu cái căn bản Thiền Tông. Mà thứ nhất đừng có tưởng là tu mới đúng. Thiền Tông bây giờ ta nói rõ ra rồi, mình không nắm được cái căn bản này rồi mình cứ tưởng tượng nói đủ chuyện hết thì làm sao về được.
mới vừa rồi đó, không biết cái ông học tới đâu mà ông nói cái kiểu này thì thôi, phản khoa học. Công thức của một tam giới nó rõ ràng mà ông không hiểu tam giới là cái gì, nói tầm bậy tầm bạ. Cái quy luật luân hồi trái đất ông không hiểu, không biết tổ chức của cái tam giới, và cũng không biết tổ chức của cái cõi Nam Diêm Phù Đề này, chứ đừng có nói chi cái tam giới. Vì thế mà nói tầm bậy tầm bạ. Bây giờ muốn tu thiền tông cho chắc thì phải nắm được cái căn bản này. Tam giới là cái gì? Trái đất này là cái gì? Bao nhiêu loài sống trong đó? Mình phải hiểu cái này thì mới hiểu được cái đạo Phật. Còn không hiểu thì tưởng tượng ra đủ thứ hết. Ông nói này, ông nói kia, nó sai rất nhiều. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo. Kinh Vô Tự trong giáo lý có ẩn ý gì không ạ? À? Kinh Vô Tự có một điều đó là cái đầu tiên Đức Phật viết như thế nào thì tới cái bài thảo này phải dịch đúng như vậy, không cho cái người thứ hai dịch. Người thứ hai dịch nó sẽ sai hoàn toàn. Vì thế mà các cái quyển kinh Đại Thừa đi theo dòng Thiền Tông tới bây giờ dịch sai 70-80%. Nếu mà cái giáo lý mà đi theo kiểu này nó dịch còn sai hơn nữa. Nghe không? Có nghĩa là Vô Tự để đi theo dòng Thiền Tông từ gốc xuất phát cho đến gốc công bố là một thôi, chứ không có hai, không có ba. Trở về Đức Phật viết kinh Vô Tự là ý này nè. Nghĩa là không cho sai cái bản gốc bên đầu. Như Lai viết làm sao thì phải dịch đúng như vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Phật tử Thiền Tông Triệu Ngọc Phú ở Đắk Nông có hỏi như sau. Thưa viện chủ, xem ngày giờ tốt xấu để cưới hỏi xây nhà là mê tín phải không ạ? À? Cái này xếp về mê tín là không có được. Thế giới vật lý này phải đúng cái này, chứ làm sao mê tín được. Chánh tín đối với người sống ở trái đất này, mê tín đối với người giải thoát, chứ không phải là ấy. Bây giờ ví dụ vậy nè, con sẽ biết nè, mình đi ở dưới đường thì phải đúng luật giao thông, đi trên không không cần, nó phải đúng vậy chứ. Bây giờ con bay kinh khí cầu, nó bay trên có đúng luật giao thông không? Đâu có né ở đâu. Ở dưới đất này thì phải đúng luật lưu thông mới được. Vì thế mà xem ngày giờ tốt xấu là đúng chứ phải không? Đúng với người ở thế gian này, còn đối với giải thoát là không đúng, không đúng với người giải thoát thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ câu tiếp theo. Thưa trưởng ban, tối con hay nằm mơ thấy những cảnh hung dữ, những người lạ quát chửi, rủa hăm dọa con. Lúc thức con có thể làm chủ được, con có thể đối cảnh vô tâm được. Nhưng khi mơ thì con không thể, con có thể bị lôi kéo nhiều. Khi con khóc, có khi con nổi giận, chửi lý với họ. Thưa Thầy, như vậy có ảnh hưởng gì tới đường về Phật giới của con không ạ? À? Ảnh hưởng 100%. Bây giờ muốn về Phật giới, tất cả những cái hình ảnh là quá khứ nó hiện ra, nó trong tàng thức mình nó hiện ra. Giờ muốn về Phật giới, tất cả đường về Phật giới phải là phát ra được cái pháp trần. Pháp trần đường về Phật giới, ai mà làm cái này được thì cái kia nó không nhào vô được. Pháp trần là cái gì? Có nghĩa là cái đường về Phật giới mình lúc nào trong người mình nó phải phát ra, kêu bằng nhớ tới thì nó cái pháp trần nó ra. Pháp trần là cái tiếng nói nhỏ nhất, nó cái lải nhải hoài ở trong mình đó. Vì thế mà khi mà mình mất rồi đó, nó pháp trần nó sẽ dẫn mình đi. Vì pháp trần nó ẩn thì cái loài thánh hoặc loài thần không phá mình được.
mình không đạt đến pháp trần thì chắc chắn lời thần, lời thánh sẽ dẫn mình đi. Dù mình có công đức cỡ nào mà không pháp trần không phát ra thì mình sẽ vướng vào trong cái quy luật vật lý lường gạt của ông thần và ông thánh. Nó nhớ phải làm sao? Pháp trần là cái gì? Là cái tiếng nói nhỏ nhất, giống như là mình học thuộc lòng cái gì đó, mình vừa khởi lên cái nó bắt đầu nó chạy, cái bài học thuộc lòng nó chạy, thì cái bài về Phật giới vậy, mình vừa khởi ra nó chạy theo, thì ông thần ông thánh không tới, không phá mình được, không lừa được mình. Là này, vì thế mà tu đạo Phật Thiền Tông, cái pháp trần là quan trọng nhất để dẫn mình về Phật giới. Nếu mà mình không pháp trần không hiện được thì mình coi chừng, mình phải cố gắng, còn mới bị lạc hết. Rồi con hỏi tiếp đi. Phật gia Dương ở Hà Nội có hỏi như sau: Tánh Phật đầu tiên vào thế giới loài người, mượn thân và tánh người để tạo công đức. Người đầu tiên chưa một lần mất thân, chưa một lần làm chung ngắm thân, chưa hẹn nhau ở loài vô hình, sao kết duyên với nhau được, thưa Thầy? Cái nói về cái người đầu tiên hả? Đọc lại. Tánh Phật đầu tiên vào thế giới loài người, mượn thân và tánh người để tạo công đức. Người đầu tiên chưa một lần mất thân, chưa một lần làm chung ấm thân, chưa hẹn nhau ở loài vô hình, sao kết duyên với nhau được ạ? Bây giờ nè, đầu tiên tánh Phật vô, bây giờ là do cái tánh con người nó dẫn. Cái đầu tiên là chưa tạo nghiệp, phải không? Thì do tánh người xúi mình. Mà khi mình đã tạo nghiệp rồi thì phải sống theo nghiệp. Vì thế mà có nhiều cái người đó, thí dụ làm chồng hoặc làm vợ, có nhiều khi làm chồng có mấy tháng bỏ đi chỗ khác, làm vợ cũng vậy. Đây là do cái nghiệp nó dẫn, mà do ông thần quản lý. Còn đầu tiên muốn vô đây thì ông thần phải dẫn đi luôn, dẫn muốn vô luân hồi thì phải theo ổng. Ông chỉ để chi? Chỉ để mà tạo cái nghiệp. Khi nghiệp xong rồi thì ông chỉ thực thi thôi, chứ không còn dẫn nữa. Cái đầu tiên là phải vậy. Đầu tiên là do một vị thần giúp đỡ mình trong cái về sống trong luân hồi. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa Thầy, cốt thủy Thiền Tông là gì ạ? Trên mũi. Thưa Thầy, cốt tủy Thiền Tông là gì ạ? Cốt tủy Thiền Tông là cái gì? Một vị Phật ra đời nói rằng ngày xưa ai cũng có Phật tánh vô đây mượn thân người tạo nghiệp. Bây giờ Thiền Tông ra đời chỉ cho biết rằng ai cũng có tánh Phật, lo tạo công đức về, đừng ham mê vật chất nữa. Thiền Tông gọi là giải phóng con người theo quy luật luân hồi, chỉ rõ rằng không ở trái đất này, đừng có ở nữa, đi về. Ở vô đây mấy chục tỷ năm rồi, thôi về. Thiền Tông nhắc cho người ta biết rằng ai cũng có Phật tánh, đừng có làm nô lệ cho ai hết, đừng có nghe con người ở thế gian này nói. Con người thế gian này nó lừa gạt, nó thế gian mà, nó lừa đảo. Thiền Tông nói rằng ai cũng có Phật tánh, làm ơn tôi chỉ công thức về, có vậy thôi. Gọi là cốt tủy Thiền Tông là cái chỗ này. Bởi vì người ta không biết mình có Phật tánh, vì thế mà đi đâu cũng lại. Ai cũng Phật tánh mà vô lại cái miễu là sao? Ai cũng có Phật tánh mà vô lại ông Phật xi măng là sao? Bởi vì vô Thiền Tông vô nhắc lại rằng mình phải sống bằng thực tế. Nhớ đời mấy chục tỷ trước mình vô đây là gì? Mang thân cái gì? Mang thân tánh Phật. Vô đây mượn thân người làm bị 16 thứ tánh người nó dẫn đi. Thì bây giờ cách mạng Thiền Tông bảo là
nhận lại tánh Phật đi rồi về, chứ không có lại ai trong này đó, không có cầu xin ai đó. Bây giờ một vị Phật ra đời rồi, chỉ đường về, cố gắng về, đừng có cầu mong ai gì trong trái đất này hết. Cốt tủy Thiền Tông nó là vậy đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, câu tiếp theo. Có tánh Phật nào vào trái đất mà mãi mãi đi luân hồi không thưa thầy? Bây giờ nói đúng ra nếu mà không Thiền Tông ra đời thì chắc chắn đi mãi mãi thôi. Mà Thiền Tông ra đời thì nó hơn, nếu mình gặp mình hơn mà mình học đến nơi đến chốn thì mới về được. Mà học bà chốt bà nhán thì thôi cũng ở đây hoài, trong cách nào thoát là được. Thế gian này đâu phải chuyện dễ đâu, muốn thoát ra quy luật vật lý này không phải dễ đâu. Thành ra thứ nhất là ở đâu, ở trong dòng tộc là dài nhất. Rồi thứ hai lên các cõi trời vô sắc, thứ ba xuống 18 tầng địa ngục à. Nó là mấy cái con đường ở lâu nhất là chỗ đó, đó. Mà 18 tầng địa ngục rất dễ tiếp nhận con người lắm. Người nào mà lường gạt người ta là chắc chắn xuống đó ở. Mà bày mưu lập kế mà lừa gạt người ta thì chắc chắn 18 tầng địa ngục xuống đó mà ở. Không phải dễ đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Hòa Thượng Thích Chí Quang, ông là một dịch giả, là chú giải kinh Luật Luận. Ông tịch ngày 8 tháng 11 năm 2019, khi quả tán 10 tiếng đồng hồ thì để lại xá lợi đầu. Như vậy Hòa Thượng này đã tu đắc đạo rồi phải không? Và ông tu theo pháp gì ạ? Bây giờ ai cũng để xá lợi hết chứ không có phải ổng đâu. Giờ vô cái chùa, vô cái Bình Hưng Hòa coi, dù nó mở có 8 cái bét nó đốt cũng còn xá lợi như thường. Nhưng mà còn xá lợi là gì? Nó đem ra nó đập cho nát. Không có ai mà không để xá lợi hết á. Còn cái chuyện mà để xá lợi là cái gì? Là cái này là cái thuyết người ta nói thì thôi. Chứ ông Phật ngày xưa để gì? Thiêu bằng, hồi xưa đốt bằng củi làm sao mà chết hết, cháy hết được. Thì nó đập cái xương ổng đó, từ miếng nó đưa ra. Rồi nói xá lợi rồi bày đặt thổi phồng lên là linh thiên quyền bí nữa thôi. Bây giờ mình muốn chết á, thiêu như ông Phật ngày xưa đi, xá lợi thiếu gì. Mà vô Bình Hưng Hòa yêu cầu nó 4 bét thôi, thì để rất còn nhiều. 8 bét nó cũng còn mà ít thôi. Nó đốt mà đốt bằng ga, bây giờ nó đốt bằng ga chứ đâu phải đốt bằng củi như ngày xưa đâu. Cái chuyện này ai cũng có xá lợi chứ không phải ổng đâu. Cái này là cái mưu mô của mấy cái người ở lợi thôi, chứ không phải bằng sự thật đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Khi con học pháp môn Thiền Tông, con ấn định ra một ngày như có một giờ hoặc một tuần nào để nghe kinh hoặc đọc sách Thiền Tông. Như vậy thì con có bị dính chấp vào cái thói quen hàng ngày hay không ạ? Bây giờ nói đúng là vô Thiền Tông không có nghĩa là mình đọc hết sách về Thiền Tông, cứ đọc hết đi để nắm căn bản thôi. Nhưng mà muốn tu Thiền Tông thì nên nhớ rằng cái bài mà trở về Phật giới phải học cho thuộc cái bài đó thôi, tạo công đức hai cái đó thôi là mình an toàn về Phật giới đó. Còn những người nào mà thấy Thiền Tông họ ghét đó, mà họ chịu đọc cái bài kinh sám hối đó, mà đọc chừng 5 lần thôi mà họ cảm nhận được thì chắc chắn người đó vô Thiền Tông được. Muốn về Phật giới an toàn thì phải nghe cái đường về Phật giới cho thuộc, nghe không? Để chi? Để khi cái pháp trần của Phật giới mà đi ra gặp ông thần cũng để không thôi cho đi đó. Còn gặp ông thánh ông không dám lại gần mình đâu, thì làm sao ông gạt mình được. Nhớ là cái bài đường về Phật giới phải cho nằm lòng, phát ra được cái pháp trần thì mới về được. Còn không đúng cái này thì hoàn toàn bị lừa hết. Rồi con hỏi tiếp đi.
Hiện tại bây giờ hết câu hỏi, có vị nào đặt câu hỏi trực tiếp không? Mời mời cô Nguyệt. Thưa bác, bình thường con đến chùa hàng tuần và đặt rất nhiều câu hỏi, đã làm phiền bác rất nhiều. Nên hôm nay thì mọi giải đáp thắc mắc của con đã được trọn vẹn. Vì ngày hôm qua, ngày 14 tháng 12, 2019 ở Hà Nội, chùa Thiền Tông Tân Diệu đã được Thủ tướng Chính phủ cấp bằng công nhận di sản văn hóa Việt Nam và có giấy khen bác về có thành bảo vệ và phát huy di sản văn hóa Việt Nam. Và vấn đề thứ hai là được UNESCO công nhận chùa Thiền Tông Tân Diệu là một không gian tâm linh văn hóa đặc biệt. Do đó, hai thắc mắc của con, vấn đề thứ nhất là con có theo đúng chánh pháp không? Điều đó đã được khẳng định. Và vấn đề thứ hai về mặt pháp lý của chùa Thiền Tông Tân Diệu cũng đã được khẳng định. Do đó, hôm nay con đã rất vui và con xin đọc một bài kệ chúc mừng của một Phật tử thiền gia ở Bắc Ninh gửi. Con xin bác cho con được đọc bài kệ đó ạ. Giờ nhắc lại hai cái ý, hỏi hai cái ý chánh đi. Hỏi bây giờ, chị Nguyệt hỏi luôn hay là có hỏi hay là đọc kệ chứ? Cái phần hỏi á. Xin đọc bài kệ ạ. Con Nguyệt đọc bài kệ. Bây giờ để nói vấn đề mà di sản, phải không? Nói về di sản mà nhà nước cấp, cái này là gọi là cái liên hiệp các hội di sản của Việt Nam cấp cái chùa cho chùa Thiền Tông Tân Diệu này cái bằng, thì công nhận cái chùa Thiền Tông Tân Diệu này á, là một cái pháp môn đặc biệt mà Việt Nam và thế giới chưa ai có. Vì thế mà di sản văn hóa Việt Nam coi cái pháp môn của chùa Thiền Tông Tân Diệu này rất đặc biệt, nên cấp cho cái bằng di sản phi vật thể cho cái chùa Thiền Tông Tân Diệu này lúc 11 giờ ngày hôm qua. Đó, thì đó là một cái tin mừng. Là vì cái hội di sản này á, thì nó gồm mấy bộ của chính phủ, bộ ngoại giao, rồi bộ giáo dục, bộ văn hóa và cái bộ di sản đồng ý trình thủ tướng mới ký cho cái này. Thì cái đây là một việc rất mừng. Vì thế mà pháp môn đạo Phật Thiền Tông có nghĩa là nhà nước đã công nhận rằng cái pháp môn này là một di sản của quốc gia chứ không phải nhỏ. Thì đây là một việc rất đáng mừng. Nhưng mà khi nhận về thì tôi sẽ có, sau đó tôi sẽ có một cái buổi lễ nói về cái chuyện này và báo cáo tất cả những cái di sản mà cái chùa này có. Rồi cái đó là cái ý con nó vậy. Rồi con ngớ vô câu hỏi đi. Thưa thầy, trước khi con hỏi, con xin đọc bài kệ mười mấy câu được không ạ? Tôi xin đọc bài kệ. Bài kệ này của Phật Thiền Phật gia Lâm ở Bắc Ninh ạ. Tin vui cho toàn cầu thế giới. Tinh hoa đạo Phật Thiền Tông năm châu thế giới mỏi mong từng ngày. Hoa thiền đã nở nơi đây, Việt Nam đất nước tưng bừng mừng vui. Huyền ký giáo lý ra đời, đưa người giác ngộ thoát vòng trầm luân.
Phật nhân Phật quả hiện dần, toàn cầu thế giới cùng chung một nhà. Giáo lý chỉ có Phật Đà, Thiền Tông Tân Diệu là nơi Phật truyền. Long nữ Nguyễn Nhân hiện tiền, dạy người thành Phật khi để về nhà xưa. Tạm xin hết ạ. Rồi, hay. Tại hôm trước ngày mùng 4 tháng 12 năm 2019 ở tại Đà Lạt, con thấy các thầy có nói rằng chùa Thiền Tông Tân Diệu đã không thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam và khuyên các Phật tử không đọc 11 cuốn sách của thầy Nguyễn Nhân. Thì con xin hỏi thầy là thế Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có công văn chính thức để trả lời cái bức thư của thầy để xin ra khỏi Giáo hội Phật giáo Việt Nam rồi ạ? Dạ, con lập lại. Cái cuộc họp ngày 4 tháng 12 vừa rồi á, ở Đà Lạt á, thì các vị thầy có nói là chùa Thiền Tông Tân Diệu mình không trực thuộc của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Vậy thì chú có nhận được cái công văn là thông báo là chùa mình nằm ngoài giáo hội chưa? Thì, nghe trên mạng nói vậy thôi. Thì tôi đã từng nói rồi nè. Cái chùa này xây 1156. Năm 1100 tôi tiếp quản lại do mẹ tôi xây. 1980, giải phóng 1981 tôi làm đơn xin gia nhập làm hội viên cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam liên quyển Đức Hòa Đức Huệ. Cái đó là tôi muốn vô cái đoàn thể để làm cái gì? Để 2017 tôi công bố quyền ký này là tôi mới vô cái đoàn thể này. Chứ nếu mà không có cái tôi cũng không vô làm gì đâu. Mà bây giờ giáo hội nói là cái chùa này là của giáo hội, tôi cũng không cãi. Thì tôi có nói rằng nếu mà giáo hội bỏ tiền ra cắt mà đất ông mua đó, thì tôi giao. Còn nếu đất của gia đình tôi, mẹ tôi bỏ tiền ra cắt là tài sản tôi thừa kế. Tôi đã nói rõ ràng vậy. Nhưng mà không có văn bản nào, không có văn bản nào gửi cho tôi là nói cái chùa này của giáo hội mà chỉ nói miệng thôi. Nói miệng ai nói không được. Ví dụ giờ con nè, con nói là con đi qua nước ngoài, con nói cái dinh sống nhất của tôi đó. Nè, ai nói là không được. Nói là cái chuyện nói, còn cái chuyện thực tế là khác. Nếu dinh thân nhất của con thì có giấy tờ tôi đứng tên nhà này số 1 đường Thống Nhất. Mà nói miệng ai nói không được. Thì giáo hội người này nói người kia nói ở cái chùa của giáo hội thì trưng bằng cớ ra lấy, đâu có sao đâu. Nhưng mà muốn lấy trưng bằng cớ thì ai được quyền trưng cái này? Trình chánh quyền quăng qua tòa án kêu xử. Nói cái chùa này của giáo hội phải không? Nè, giấy tờ ta chứng này, nếu đúng tòa án phát đúng tôi giao. Còn này nếu mà muốn lấy cái chùa này phải lấy bằng luật pháp chứ không phải lấy bằng cái miệng. Ai cũng vậy. Vì thế mà tôi mới nói thế này nè. Tất cả người, bất cứ ai nói cái chùa này tà đạo, tôi mời đến đây đâu chắc với tôi. Tà đạo thì cái gì tà đạo? Phải nói ra. Tôi tu theo 36 vị tổ Thiền Tông, trong đó có 3 ông Việt Nam. Làm sao tà đạo được? Chứ ở ngoài cứ nói không à. Cũng như vừa rồi á, cái ông gì ông nói ông còn không biết cái tam giới thì sao, ông nói tầm bậy. Một tiến sĩ mà ăn nói vậy thì làm sao? Nếu người nào giỏi thì cứ đến đây đấu chất với tôi. Tôi thua tôi dẹp liền, ha, muốn phạt nhiều tôi phạt. Còn nếu mà không quật ngã được tôi thì làm ơn đừng có quậy tôi thôi. Để tôi phổ biến ra cho dân tộc Việt Nam không còn ngu nữa. Dân tộc Việt Nam không còn mê tín dị đoan nữa. Tôi nói thật vậy à. Vì chùa Thiền Tông Tân Diệu cất ra để gì? Là để chuẩn hóa toàn bộ cái hệ thống đạo Phật lại. Sắp tới đây tôi sẽ có làm lễ công bố toàn bộ 6 pháp môn tu của Đức Phật.
thờ như thế nào đúng, tu thế nào đúng, kinh sách như thế nào, tôi nói hết à. Lúc đó ai muốn tạo công đức móc ra đem mạng phổ biến trên mạng, có công đức rất nhiều, khỏi cần đi tìm ở đâu hết. Đó, sáu pháp môn tôi sẽ nói rõ ra, tu như thế nào, hành như thế nào, kinh sách như thế nào, tôi nói hết. Công thức tu như thế nào, công thức thờ như thế nào, để cho đúng với cái bản chất của đạo Phật. Đạo Phật sáu pháp môn chứ không phải là tám muôn bốn ngàn cái. Tôi sẽ tới cái ngày này, sắp tới tôi sẽ nói cái phần này. Tôi đang chuẩn bị làm cái quyển sách. Tất cả những người nào mà được cái quyển sách này được quyền phổ biến, nghe không? Để chi? Để dân tộc Việt Nam mình nó không còn tin sai tầm bậy nữa. Đạo Phật là tinh hoa cái nhân loại, mà không phải tinh hoa mà tinh tầm bậy, chứ không có tinh hoa nữa, mà đạo Phật tinh tầm bậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Con hôm nay rất là vui và nhiều câu hỏi nữa, nhưng con sẽ không hỏi nữa. Con xin cảm ơn bác. Mời chị Lan. Dạ, con chào thầy ạ. Thầy ơi, con có một người bạn, bạn ấy là hải quân, nhưng mà bạn cũng là Phật gia rồi, nhưng bạn ấy không có thời gian đến chùa và để có những câu hỏi để hỏi thầy. Thế bạn ấy gửi cho con những cái câu hỏi để nhờ con hỏi thầy. Hy mong thầy giúp trả lời giúp cho bạn ấy ạ. Con làm, con làm. Mời chị hỏi. Vâng. Trước khi để đặt câu hỏi của bạn ấy, con muốn, ban ấy con vừa thấy thầy nói đến cái câu làm sao để cho cái pháp trần của mình khi mà mình lâm chung ấy, cái pháp trần của mình nó chảy trong mình ấy là như nào, con chỗ này con chưa rõ, con mong thầy giải đáp giùm con ạ. Chị hỏi câu hỏi chính đi, cái đó chút nó chia sẻ sau nhé. Thế được. Dạ. Thầy ơi, câu thứ nhất là bạn ấy hỏi là về nghề nghiệp ạ. Công việc mà mỗi người chọn có phải là do nghiệp của đời trước đưa đẩy, dẫn dắt hay không, thưa thầy? Cái công việc của mỗi con người mình chọn á, có phải là do cái nghiệp nó dẫn dắt của nhiều đời trước hay không? Đúng rồi, mình sống ở đây là sống cái nghiệp quá khứ. Dạ. Mình sống ở đây là tạo cho nghiệp tương lai. Đức dạ. Phật đã nói rất rõ cái này. Mấy đời trước nó dồn lại, hiện giờ mình sống là để trả cái nghiệp ngày xưa, hoặc phải hưởng cái nghiệp ngày xưa. Mình giàu thì ngày xưa mình bố thí, mình nghèo là ngày xưa mình bỏng sẻn, có vậy thôi, đơn giản. Dạ. Còn bây giờ mình muốn tương lai mình đi đâu, muốn lên cực lạc thì phải tu theo tịnh độ. Dạ. Muốn đời sau làm thần tu mật chú, muốn đời sau làm Phật tu thiền tông, nó có được tất cả. Còn muốn đời sau làm ông thầy thì bây giờ cứ gõ mõ tiếp, đời sau nó quay lại làm ông thầy. Dạ. Có nghĩa là thành hết trái đất này, tu là thành hết, thành Ngọc Hoàng, thành cực lạc, thành tiên, cái gì nó cũng có hết, có công thức hết. Vì 12 con đường luân hồi tại trái đất này và một con đường trở về Phật giới, nghe không? Trái đất này tất cả đều thành hết. Một, về sau thành người ở trái đất này thì tu ở trong dòng tộc. Đời sau muốn làm tiên lên nước cực lạc, tiên có hai cái, tiên ở bồng lai, tiên cảnh ở trái đất này, còn tiên cực lạc lên trên cõi trời, lên cõi cực lạc. Nó có thành hết chứ không? Muốn thành Phật, bây giờ Thiền Tông đã công bố ra cho mình biết con đường về Phật giới. Thành Phật là chỗ này, về nổi không? Đức Phật nói đó, cái Thiền Tông này nó ra đời 1 triệu người, chỉ có một người chấp nhận thôi.
có thể là 1/1000 người. Nhưng mà 1/1000 các người chấp nhận là mà nó vô truyền thiền 100 người, nó bị kéo lại 95 người. Còn có 5 người đi qua cái cầu để về Phật giới. Nó lọt xong hết 4 người. Còn có người đi được thôi. Nó khủng khiếp vậy đó, chứ không phải nhỏ đâu. Thì bây giờ mình chú ý làm sao về được ở bên đó là mới khó. Thế giới vật lý này nó kéo mà. Nó kéo từ vật chất, nó kéo từ tinh thần. Mới tu thiền tông đây, ta truyền thiền quan kia, nó ở dưới kia linh lắm. Rồi bỏ cái này chạy đi chở cái ông linh rồi sao? Về Phật giới rồi, ông thần thả rồi, gặp ông thánh rồi, ông trận lợi. Vô này Phật này tốt hơn nè, vô đây. Ông hiện Phật ra, kéo vô cái xóm ổng rồi sao? Không phải dễ đâu. Một vị Phật ra đời thì để cứu bao nhiêu người trở về Phật giới rất ít. Vì thế mà đây tôi cũng nói rõ là những vị mà tu theo vật lý đừng có buồn cái chùa Tân Diệu này. 1 triệu người mà nó lấy có 1 người, nhưng mà 1 người nó cắt ra còn có 1/100 của cái con người đó. Không phải dễ đâu, khó mà thoát ra lắm. Vì thế mà mấy vị tu theo vật lý đừng buồn chùa Tân Diệu, không có ai về đổi đâu. Có 1 triệu người mà khai có người thôi. Còn 9.999 người nữa thì mấy ông sai, ông làm gì làm. Vẫn dưới trướng mấy ông mà. Vẫn gặp mấy ông phải lại đàng hoàng, phải cúng cho mấy ông. Đừng có sợ đói. Mấy ông đừng có sợ cái chuyện này. Đức Phật đã nói rồi. Đức Phật đã cảnh cáo rằng chửi Như Lai tội không bằng, chinh chê cái thiền tâm này. Mà bây giờ ông Phật nói là 1 triệu người có người thì thôi đừng có lo. Thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ vâng. Câu 2 ạ. Trái đất cõi người là nơi học đạo, giải thoát, tạo công đức để sau cùng trở thành một vị Phật. Cõi trời là nơi hưởng phước. Cớ sao Đức Phật Thích Ca lại tu học và thành Phật ở trên đó, tức là trên cõi trời Đâu Xuất Đà? Bây giờ đó, ông Phật Thích Ca, ông Phật Diên Đăng gặp ông Phật Thích Ca ở đâu? Ở trái đất này. Yeah. Nhưng mà trái đất vật lý không dạy ông giải thoát được. Ông phải muốn lên đó ở thì ông phải làm phước, nên nhớ nè. 55 năm làm phước, nhớ 55 làm phước, không làm bất cứ gì. Phần nửa phước lên cõi trời Đâu Xuất, làm con của Chúa Trời Thường Hộ Quân. 50% phước trở lại trái đất làm con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya. Nó rõ ràng ổng có phước ổng mới lên đó được nha. Chứ nếu mà 55 năm ổng không có phước thì làm sao giảng sanh lên đó được. Mà hơn nữa là cái phước này do một vị Phật giúp đỡ, chỉ tường tận rằng ông sẽ lên đó ta dạy cho cách thành Phật, để mà về sau là một vị Phật thứ mấy triệu ở cái trái đất này, để mà độ chúng sanh. 10.000 năm có một vị Phật ra đời ở đây để mà độ chúng sanh ở trái đất này. Vì thế mà ông Phật Thích Ca phải làm đúng thủ tục. Những gì mà Phật Diên Đăng dạy ổng thì ổng làm rất đúng. Kể cả Thiền Tông khi mà ổng mất mấy ngàn năm sau mới được công bố ra, chứ không phải công bố liền tại chỗ đâu. Mà công bố ra thì phải đợi con người văn minh. Chứ thời của Đức Phật thì thời kỳ đồ đồng, ở đồ đá thì làm sao ai hiểu được. Hồi xưa mà nói về vấn đề không gian, điện từ, hành tinh, làm sao ai biết cái hành tinh là cái gì. Thấy ngôi sao người ta nói là cái đó là có vị thánh đồng ngữ thần để cúng. Vì mấy người ta không hiểu, ta thấy ngôi sao chớp chớp, ta tưởng đâu cái ông thánh nào rồi mới cúng. Chùa Thiền Tông Tân Diệu có cái nhiệm vụ là cái nói đó, nói là cái ngôi sao nó là cái hành tinh chứ không phải ông thánh. Vì thế mà cái hành tinh này ở đây mấy ông đừng có đem chén cơm cúng cho cái hành tinh. Chùa Thiền Tông có nhiệm vụ nói vậy thôi. Chứ có nhiều người nói là chùa Thiền Tông bác cái này, không đúng, không bác. Mà chùa Thiền Tông nói vạch rõ rằng hành tinh là cái gì, vô hình là cái gì, hữu hình là cái gì. Tu sao giải thoát, tu sao luân hồi. Tam giới như thế nào, trái đất này ngũ thú tập cương như thế nào, nhiệm vụ thế nào.
Thiền Tông nói thật rõ vậy thôi, chứ không có nhiều người là chửi chùa Thiền Tông là ma dương, thì nó đúng là chửi thì cũng đúng. Tại vì không ai tin, 1 triệu người, có người tin thì thôi, chửi ma dương cũng đúng, có đó có sao đâu. À, vì thế mà cái Thiền Tông nó ra lời khó, vì thế mà học giải thoát phải lên trên đó, muốn thành Phật phải học lên cõi trời đâu sức, mà phải làm con của vua chứ không phải nhỏ đâu, chứ không phải lên đó làm dân mà tu thành Phật được đâu. Ở đây cũng vậy, muốn mà là một vị Phật dạy phải làm con của vua, con của dân ra dạy đập chết luôn, con vua nó không dám. Mình tưởng đâu ông ra ông ngồi gốc cây, xin lỗi, cận vệ ông đồng lắm, ai tới đụng tới ông cận vệ ông đập chết luôn á. Một vị Phật là phải vậy mới được chứ con. Chứ còn nếu mà vị Phật mà không có cái lực này, không có cái phước này thì đừng có mong tu mất công. Rồi con hỏi tiếp đi. Vâng ạ. Dạ câu tiếp là bạn ấy hỏi về tình yêu. Vâng. Như câu chuyện của Tổ Maha Ca Diếp, ngài ấy không muốn lấy vợ, sau đó sau đó nghĩ ra cách để không phải lấy vợ, nhưng cuối cùng ngài ấy vẫn phải lấy vợ. Câu hỏi của con là nếu có chuyện nếu có duyên là chắc chắn sẽ xảy đến, sẽ phải lập gia đình, có phải không? Ngược lại thì có mong cũng không được, phải chịu ở một mình, có phải vậy không ạ thầy? Cái chuyện này thì chuyện là mấy ngàn năm về trước, thì lịch sử nói sao mình nói lại vậy thôi, chứ còn thế giới vật lý này, bởi vì cái chuyện mà tất cả những cái đạo mà nói ra thì nên nhớ rằng không phải là nguyên si đâu, nó phải thêm bớt như thế nào để cho nó hợp lại với cái thế giới loài người. Ông Maha Ca Diếp vậy, lấy vợ hay là không, có chuyện đó để chi nó làm để cho thần thánh quá vấn đề. Mấy ông tổ cũng giống mình thôi chứ cái gì đâu, thấy không? Nhưng mà phải thiêu dệt để cho thần thánh quá mấy ông tổ, để mình tin rằng ông đó là thánh thiện đó, thấy không? Vì thế mà cái chuyện mà dòng thiền đi thì phải có mấy cái ông này, không có mấy ông này thì không, dòng thiền không đi được. Nhưng mà tất cả những cái vị tổ, vị Phật và vị tổ đều hoàn toàn có người thiêu dệt thêm. Ông Phật Thích Ca rất đơn giản, đâu có cái gì khó, mà nói ổng đủ chuyện hết, thấy không? Rồi ổng biến hóa thần thông, chứ sự thật ổng là hiểu phản ứng hóa học, phản ứng vật lý thôi. Đức Phật Thích Ca tu đang ở trong cái thế, ổng cho phản ứng vật lý thôi, chứ không có gì, không có thần thông gì trời được. Vật lý là cái gì? Thì giống như mình ở đây, mấy người ta kỹ sư người ta chế được điện á, tự nhiên ta làm này kia nọ mà từ trong điện nó phát ra thôi. Rồi mình đâu phải là thần thánh gì mấy ông thợ điện. Hồi xưa mà mấy cái ông thợ điện mà mấy ông kỹ sư vậy, người ta tưởng ông thánh á. Trời, ông đó làm, không biết làm cái gì, ông quá qua sàn qua sàn lợi nó sáng trưng. Cái đó là cái kỹ thuật của người ta. Thì ông Phật Thích Ca cũng vậy, mấy ông tổ cũng vậy. Phải nói rằng ông tổ để chi? Để cho nó có cái sự mầu nhiệm, để cho người ta tin. Cái thế gian này người ta tin. Không có những người đó thì Thiền Tông không phổ biến được. Và tôi nói tại chỗ này, tôi mà không gan hoàn toàn cái Thiền Tông này không, hoàn toàn không nói được một tiếng được. Thứ hai, rồi đời sau này nó ca tụng, nó tưởng ông đó là thánh thần gì tùm lum đó. Nó thổi phồng lên, mà bây giờ hiện giờ mình thấy nè, ai cũng như ai thôi, cũng ăn, cũng ngủ, vậy có ai khác hơn đâu. Nhưng mà có một điều là có cái sứ mạng là phải làm cho đến nơi đến chốn vậy thôi, chứ không phải là thần thánh gì đâu. Thì mấy ông tổ cũng vậy. Thiền sư Ní Thảo tại sao mà bà cũng gan, đang bán giải, sập giải cũng lớn chứ không phải nhỏ, sang bỏ mấy bà kế bên, mày điên, mày đi tu.
mẹ đang làm ăn ngon lành, mẹ đi tu. Nó kêu nhân ra đây, kêu nó tiếp đi. Tôi nói má, ba bán chứ còn đi học, còn đi học nghề chứ không có bán cái vụ này. Thì nó mới có học cái nghề. Rồi thế hệ sau người ta mới đồn ra, ta thiêu dệt ra thay dễ thôi. Ông tổ cũng giống như mình thôi, cũng là con người thôi. Nhưng mà ta có cái sứ mạng, nên là có cái sứ mạng. Thì một vị Phật muốn điều khiển một cái ông tổ này thì phải đúng theo cái luật của ổng. Ổng có nói đúng là ổng điều khiển mấy ông tổ luôn, ổng điều khiển bà Long Nữ này luôn, chứ không phải nhỏ đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Vâng ạ. Câu tiếp theo là năm 1994, một nhóm khoan dầu thuộc nước Nga, họ khoan tới độ sâu 12.262 mét, nhiệt độ lên tới 2.000 độ C. Họ nghe thấy nhiều tiếng gào thét rùng rợn, họ nói rằng họ chạm tới âm phủ địa ngục. Vậy đây có phải là địa ngục, là hầm lửa như trong kinh nói không, thưa thầy? Bây giờ nó nói là nó khoan tới địa ngục phải không? Vâng. Cái này nó khoan xuống cái mũi khoan nó bị cháy phải không? Là nó nói địa ngục. Nó khoan tới cái vùng trong cái trung tâm của trái đất, nó gọi là lửa mà. Lửa nó thuộc cái lửa tam muội. Đồ sắt này khoan tới đâu nó rụi, nó cháy tiêu tới đó luôn. Chứ làm sao địa ngục ở đâu? Địa ngục là 18 tầng, là do cái tánh âm của người đó nặng 18 phần. Mình ví dụ cho dễ hiểu đi. Nặng 18 ký thì đi trên nước sình, nó sẽ lúng tới 18 thước. Có vậy thôi. Đi mang 16 thì tới lúng 16 thước. Mấy thước đó này là nó lúng theo cái điện âm á, mang cái trung mắm thân bằng điện âm nhiều thì nó lúng, đi trên mặt đất nó bị lúng. Nghe không? Mà 18 tầng đó thì cái đầu mình con mắt không thấy, và về thế xuống dưới cái tầng đó con mắt không thấy thì nói là địa ngục. Địa là đất, chứ ngục là tối. Đất tối chứ có gì đâu. Đi trong đất tối gọi là địa ngục. Giống như ở đây con cá đó, con cá lớn nó ở sát mặt ra, sát đáy biển á, con cá nhỏ tuốt ở trên, nó cũng vậy, nó chia phân chia mà. 18 tầng địa ngục này có nghĩa là cái điện từ âm của cái nghiệp của mình nó nặng quá thì phải lúng tới đó. Đi ở đâu vậy? Đi dưới biển, đi trên mặt đất đều lúng tới vô đó. Có nghĩa là mình không thấy, đi mình không thấy thì nó gọi là cái gì? Gọi là cõi âm phủ. Âm là dưới, phủ là ở dưới cái nhà dưới âm phủ. Dạ. Tại người ta không có dịch được cái tiếng này nói vậy thôi. Vâng. Cái địa ngục là nó do cái lực âm của mỗi người tạo ra. Chứ đâu có phải mà địa ngục là xuống mà mười mấy cây số mà xuống đưa không có đâu. Xuống đó là thằng Nga nó khoan xuống tới cái trung tâm của trái đất là có hành tinh lửa ở trong á. Xuống dưới mũi khoan nó bị cháy chứ có gì đâu. Giờ nó ra nó đồn thứ nhất là mấy cái ông kia, ông khuất gì á, ông thiêu dệt thêm, ông nó tới địa ngục. Địa gì? Thế giới này là thế giới vật lý, ông có địa ngục vậy rồi. Địa ngục là tại vì mình sống ở trong cái không thấy, gọi là địa ngục. Địa là đất, ngục là tối, đất tối. Rồi mấy ông thầy ông tưởng tượng ra, ông vẽ đủ thứ. Địa ngục nó trừng phạt này kia là nó vậy thôi, chứ đâu có đạo Phật Thiền Tông cái gì nó qua giải mà tất cả được, nhưng mà rất khoa học chứ không phải là mù mờ. Rồi con hỏi tiếp đi. Vâng, câu cuối cùng của bạn ấy là thưa thầy, thầy giải thích dùng con câu mà Lục Tổ nói: người tu chân chính không thấy lối thế gian. Câu Lục Tổ nói người tu chân chính không thấy lối thế gian. Cái câu đó như thế này: mình tu biết lỗi mình, đừng thấy lỗi người khác. Thấy không? Thì mới tu. Đó, mình tu mà cứ soi bói người khác là sao? Mình lo mình đi. Lục Tổ ý là vậy.
Vì thế mà trong kinh chỉ cần bỏ chuyện thế gian, chuyện thế gian nó làm gì làm kệ nó, mình lo mình đi. Lo đợi khi nào Thiền Tông, ông có nói Thiền Tông ra đời phá tà tông, cứ theo trong cái Thiền Tông này mà tu thì rất đúng. Còn nếu mà Thiền Tông chưa ra đời thì anh tu mù, tu không thấy đường. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Dạ, câu hỏi của bạn ấy hết rồi ạ. Bây giờ cho con xin phép được trở lại câu hỏi của con lúc nãy thầy. Con chưa rõ cái câu lúc nãy mà thầy giải thích ấy. Cái pháp trần á, là cũng như là tiếng nói nhỏ nhất á, thầy nói rồi đó. Tức là mình thuộc lòng mà nó chạy ở trong đầu á, gọi là pháp trần. Tức là mình học thuộc cái câu, cái đường về Phật giới ấy, nó cứ chảy thuộc lòng ở trong đầu ấy, có đúng không ạ? Em hỏi thầy xem có đúng không? Lặp lại. Chị muốn hỏi về cái pháp trần ạ. À, pháp trần. Chữ pháp là tiếng nói, trần là nhỏ. Còn ngày xưa con đi học á, cái bài thuộc học thuộc lòng á, con có khi nào con học thuộc cái bài học thuộc lòng không? Con nằm con ngủ nó cũng nhảy ra đó. Đó là pháp trần đó, có nghĩa là cái đường về Phật giới con đang nằm mà cái đường về Phật giới nó vẫn hát, nó vẫn nói cho con nghe, cái đó là cái pháp trần. Dạ. Chữ pháp là tiếng nói, trần là nhỏ, thấy không? Cũng như Phật nói vi trần, vi là nhỏ, là cái vật thể nhỏ. Trần là nhỏ nhất, vi nhỏ, mình ở đây gọi là nguyên tử á. Bây giờ nó cái tiếng nói là nguyên tử, là cái hạt nhỏ nhất. Dạ. Còn cái điện tử là cái làn sóng điện nó đi ngắn nhất, gọi là điện tử. Còn cái hạt bụi mà nhỏ nhất gọi là nguyên tử, nó là đó là cái là vi trần. Còn tiếng nói nhỏ nhất của mình gọi là pháp trần. Dạ. Mà tiếng nói này phải là nói của cái bài mà gọi dẫn về Phật giới, phải cho thuộc cái này. Vâng. Lúc nào vừa mất ra cái bài này nó phát ra liền nha. Vừa mất thét thân rã thì cái bài này nó phát ra liền, nó dẫn mình đi. Thì thánh thần không tới. Còn nếu mà bài pháp trần không phát ra thì thánh thần dẫn mình đi. Nó tiếp xúc được mình là nó dụ mình đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con hết rồi, con xin cảm ơn thầy ạ. À, mời vị kế tiếp. Nhưng mấy ngừng. Nhưng vậy chiều nay vậy không có câu hỏi. Nếu không có câu hỏi thì dừng cuộc giải đáp buổi sáng ngày hôm nay. Nếu buổi chiều có câu hỏi thì tiếp tục giải đáp, mà nếu không có thì buổi chiều nghỉ kỳ sau giải tiếp luôn. Mời tất cả quý vị tập trung ở chai đường dùng cơm chai.